Mấy con cá nhỏ mọi người, mà mình Huy xuống biển á, Huy sẽ không bắn nha. Huy chỉ nhìn ngắm ghẹo nó chơi thôi. Thường á, là Huy chỉ bắt những cái con á, mà thứ nhất á, là trong nhu cầu ăn uống nè, hay là Huy muốn ăn hay gì đó thì mới bắt thôi. Còn bình thường là Huy không bắt đâu nha mọi người. Đây, đây là một em cá sủ heo nha mọi người. Cá này hổm Huy có quay clip Huy ăn rồi á. Con cá này á, là tại Huy không bắt á, vì lý do nó sẽ lớn nha mọi người, nó còn lớn lắm. Con cá này có thể lớn 5 7 kg là bình thường nha mọi người. Còn bây giờ nó nhỏ lắm, con này chắc cỡ chừng lạng mấy 2 lạng à. Ăn thì vẫn được á, nói chung là Huy dư khả năng để bắt nó. Nhưng mà thật sự là cảm thấy nó còn bé quá, để cho nó lớn thì từ từ nó ăn. Mình cho mọi người xem một cái hang nè. Mọi người thấy cái hang dưới biển nhìn nó kinh dị không? Tối om như mực. Đây là một con cá róc nha mọi người. Những cái phần mà quay dưới nước á, là Huy về sử dụng phần mềm Kinemaster để Huy ra lồng tiếng vô á, chứ thật sự là nó không có tiếng đâu. Lặn đêm á, nó là một trải nghiệm khá là kinh dị nha mọi người. Tại vì mình chỉ thấy được trước cái bóng đèn thôi. Mọi người có thấy không? Thấy một con cá đang nằm ở đó không? Cá ban đêm á, thì nó cũng giống như là mình vậy đó, hay là con người đó. Cá nước ngọt cũng vậy nha mọi người. Thì ban đêm nó cũng ngủ. Đó thì nó sẽ nằm im một chỗ. Con cá thì nó không có mí mắt, nó không nhắm mắt lại được. Nhưng nó vẫn nằm đó, nó vẫn thấy mình tới nha mọi người. Thật sự nó đang ngủ. Thành ra là nó nhiều lúc nó sẽ không chú ý được. Nên lúc ban đêm là lúc mình dễ bắn cá nhất nha mọi người. Chẳng qua đó, ban đêm là mình phải có một cái sự để ý nè, tinh nhạy trong ánh mắt nha. Nó nhìn kỹ á, nhiều lúc sẽ không thấy nó đâu, tại vì ban đêm cá nó cũng vô hang nè, và nó nằm ở những chỗ hơi bị khó thấy á. Còn đây là con cá chìa voi nha mọi người. Nhọn dày không? Đó, cái pha này nè, khi bắn nó hơi trợt ra ngoài đó. Đó, con cá đã bỏ chạy rồi. Nhưng trong ban đêm á, do con cá này nó dài nha, nhìn nó dễ thấy lắm. Thành ra là dù nó có chạy thì cũng sẽ thấy, tìm thấy nó nha. Ta sẽ tiếp tục lên cò súng nha mọi người. Bắn súng đêm á, thì nó dưới nước nó hơi cực, là phải kéo lên kéo xuống nè. Sắp đây là không thể nào chạy được nữa nha mọi người.
là Huy quay bằng cái camera hành động EK900R nha. Nó là một cái camera Trung Quốc, thành ra là cái chất lượng quay của nó không có tốt lắm á mọi người. Nhưng mà Huy cũng thật sự là cố gắng quay cho mọi người xem khả năng, tại vì nó có khả năng chống nước, thành ra là cũng quay cho mọi người xem, mọi người biết bắn cá là như thế nào. Trong màn đêm lúc mình đi lặn á, là mình chỉ thấy được phần trước cái bóng đèn của mình thôi, còn ngoài ra là xung quanh á, nó sẽ tối đen như mực à. Trải nghiệm này hơi kinh dị nha mọi người. Đó, như mọi người thấy không, ban đêm cá nó rất là dạng luôn. Đó, mọi người có nghe cái tiếng không? Đó là tiếng của con cá chìa vôi á, khi nó kêu á mọi người. Bình thường á, mà mình đi săn cá đêm á, chín chữ. Thường mình đi săn cá đêm á mọi người, thì thường là cá nó sẽ không to nha, nó chỉ nhỏ thôi. Nó khoảng tầm vài lạng một con thôi à, chứ không có cá lớn đâu mọi người. À, đi săn đêm là những cái loại cá nhỏ nó mới ra ngoài, cá lớn ban đêm nó thường ít khi nào ở trong gần bờ. Đây là một em mực lá nha. Đang phục mực rất là nhiệt tình luôn á. Đi lặn là thì mục đích của mình hôm nay á là lặn với vừa đủ ăn thôi, cho hai anh em mình ăn thôi. Mình lặn mình bắn chắc cũng khoảng hơn nửa tiếng xíu à, mình chắc cũng được cực ký mọi người. Có đây, có nhiều cá nè ha, có con mực bé nữa, cá, có cá chìa vôi, cá rạn, để mình để xuống cho mọi người dễ xem nha. Đây, đây là một ít cá mình bắn được tối hôm nay. Do cái mục đích hôm nay của Huy là chỉ muốn là đi săn một ít cá để anh em mình nướng ăn chơi thôi, chỉ có hai anh em thôi. Thành ra mình ăn bao nhiêu thì mình bắt bao nhiêu, mình đừng bắt nhiều quá. Bây giờ chờ xíu. Chờ dừng cái đây. Đây là cá rìa là rìa rạn nha mọi người. Không phải như rìa trâu á. Không phải như rìa trâu hay là cá trong máy đó, cá mất liền luôn nha. Cái rìa rạn này á nó rất là dai giòn. Chỉ mổ sạch bụng thôi, chứ mình cũng không có làm nhiều với nó đâu. Con cá mình bắn lên tới giờ, tại vì mình đi nhanh á, mình đi có nửa tiếng thôi. Thành ra là con cá bây giờ nó còn sống luôn á mọi người. Cá này là bao tươi sống luôn. Mình bào bằng nước biển luôn nha, mình bào nước biển đây chắc là mình khỏi ướp luôn. Đây, con cá vẫn còn tươi sống, còn sống luôn nè mọi người. Mình đã mổ bụng nó xong rồi đó, nhưng mà vẫn còn sống nè. Tại vì cá này rất là tươi nha. Đây là sau quá trình lặn nha mọi người. Nãy giờ Huy lặn xong, lên đốt lửa nè. Đốt được một đống lửa ha, đang nướng cá. Đang nướng bốn con cá lớn mình bắt được hồi nãy nè. Do nay Huy đem quên em nước chấm á, thành ra là nãy Huy nhặt được một cuộn giấy bạc, đã cuộn cái cuộn giấy bạc thành dạng như một cái chén á mọi người. Thì kỹ năng ở trong dạng như mình sinh tồn cái này á, thì mình sẽ xoay trở, mình sẽ tự mình tìm những cái có sẵn để mình dùng thôi nha mọi người. Thì mình làm miếng giấy bạc sạch nha, trong cuộn luôn, của một đoàn khách chắc họ cũng đi cắm trại đó, họ để lại. Thì Huy dùng nó để Huy làm một cái chén để đựng cái phần nước sốt nướng á, rồi nấu sôi cái nước này lên, mình làm cái nước sốt để mà chút mình chấm cá nha. Đây.
nãy giờ Huy nướng rồi mọi người. Con cá này á, là Huy nướng nó đã cũng chín rồi, hôm nay Huy đem nó ra. Giờ Huy sẽ tập trung vào nướng mấy nướng con cá lớn nè, với lại phần mực và cá chì voi nha, cá chì voi hay cá phi lao nha mọi người. Đây, bây giờ là Huy nướng lửa than vừa phải á, là có thể bốc được luôn. Tụi Huy chịu nóng cũng tốt lắm, không khuyến cáo mọi người làm theo nha. Cái con mực này là Huy thấy nó chín rồi nè mọi người. Con mực chín rất là đẹp luôn mọi người à. Đây, để Huy đem đây Huy phiên cho mọi người coi nha. Đây, con mực chín rất là đẹp luôn. Con mực này thì chín rồi. Bây giờ Huy tiếp tục nướng cá nha. Nướng cá, nướng chín phần cá này nữa là mình đồng chuẩn bị mình đem ăn nha mọi người. Đây, cái chén nước sốt của Huy nè. Cái chén nước sốt họ là sẽ chấm bằng chén nước sốt đó luôn nha. Đây là bữa ăn đêm. Bữa ăn đêm của hai anh em mình nè mọi người. Cá nướng ha. Mình vẫn thích cái phần con mực này. Đây, mực nướng, cá nướng. Đây mình có cá rìa này ha, cá chì voi, dưa leo, rau. Mình có nhưng là có rau nè ha, có cá. Mình có mực. Và ở đây anh em mình có hai lon bia. Đấy, xin phép. Rồi mình giờ mình xin phép mình mời mọi người nha, mọi người dùng bữa tối với anh em mình. Nghiên cứu chỗ để cái đèn để quay hai anh em mình. Thì mực hôm nay có một con thôi nha, thành ra hai anh em mình sẽ phải bật chia vô. Anh thắng mình sẽ cái mình, còn mình sẽ là cái đầu. Mình mời mọi người nha, mời mọi người cái đầu. Mà bánh này còn mực ngon. Có quay được ở dưới được nhiều không? Nhiều. Sơn hô rất đẹp không? Đẹp lắm. Em về mới cắt cho anh đoạn hai đoạn thôi. Để mình ăn thêm miếng dưa leo chống ngán nha mọi người. Đêm hôm trời đẹp. Nay trăng 17 rất là đẹp luôn. Cái bóng cây đang che mặt trăng của mình. Trăng rất là đẹp. Mình đang ngồi dưới một cái tàn cây. Bàn nhậu của hai anh em mình là một phiến đá lớn. Đá lớn lắm mọi người. Thì mình để đèn pin xung quanh. Ở côn đảo thì những lúc nào rảnh rỗi á thì mấy anh em hay dắt nhau đi nè. Mình tự bắt được á, xong mình lên mình nấu nướng mình ăn liền. Rất là ngon. Mọi người có muốn thử trải nghiệm cảm giác á thì mọi người có thể gửi bình luận cho Huy nha.